hôm nay 10 tây tháng 3 năm 2022, Phương Linh Mỹ Tho đến chỗ bà Giàu, bà Giả Thị Giàu, đây là bà Hai Giàu với hai đứa cháu nội, mà còn đứa không có đâu rồi. Dạ, hả? Bà thì bà phụ rửa chén cho Hữu Thứ Trang nè quý vị. Đây là rửa chén, rửa tô, đồ làm đặt giặt ở trong quán Hữu Thứ Trang. Bà Hai ơi, hôm nay thì con xin đại diện Quý Mạnh Thường Quân đến để trao yêu thương cho bà nha bà Hai. Đây là 10 chiếc gạo này là của bé Na. Của bé Na gửi cho bà. Bé Na gửi cho bà 10 chiếc gạo. Rồi đây là 200 ngàn này là của em Tâm My Nguyễn. Em Tâm My Nguyễn gửi cho bà 200 ngàn. Rồi con xin chúc bà thật nhiều sức khỏe ha. Sức khỏe sống lâu trăm tuổi. Trời ơi, giờ hết 200 tuổi rồi bà ơi. Sợ quá, sợ. Dạ. Giờ sợ quá, dạ. Giờ giảm cái chuyện này. Thì đây bà Hai cũng năm nay bà Hai nhiêu tuổi rồi? Mãi 10 tuổi con gà, mãi 18 gì rồi. Để 18 ha. 18 mà mãi 18. À, năm trước con gặp bà thì nay cũng 4 năm rồi ha. 4 năm. Dạ. 4, 5 thì xin nếu mà con nhận được trợ duyên tiếp theo thì con sẽ trở lại với bà nha bà Hai. Đây bà Hai thì đã hai con trai và con dâu thì cũng bỏ đi mất tiêu rồi. Hiện giờ có mình bà đi làm mướn để nuôi hai đứa cháu nội. Thì bây giờ dạ, con đại diện con gửi cho bà ha. Rồi hả, nếu mà con nhận được thì con sẽ trở lại. Dạ thì con bye bye bà. Đây. Dạ. Bà Hai làm gì mấy giờ bà Hai ra rồi mấy bây giờ bà Hai về? 9 giờ ra. 9 giờ sáng ra. Cái ngày nó không học online nữa thì 9 giờ đó, 9 giờ tới 10 giờ mới ra. Giờ sớm chừng nào đi chừng đó. Dạ. Chiều lọc hành lọc xong hết, dọn dẹp xong hết. Có khi nhiều quá ở lại luôn, sáng về luôn. Rồi tối mấy giờ về? Tối không về, có bữa không về, bữa 8 giờ về. Về thì cái ăn cơm trở ra. Bà làm tới mấy giờ tối á? Giờ là làm hoài. Bây giờ ha, ở giờ tới 8 giờ tối, 7 giờ tối, 6 giờ tối, bữa nào mà mệt quá chạy dưỡng thuốc. Nằm chút chạy trở ra, 8 giờ trở ra, 7 giờ trở ra, không chừng. Đó, hai bà cháu trở ra đây. Rồi làm xong dọn về, nó bán xong việc hết, nồi chén bát rồi hết, giặt khăn giặt chiếu hết, xong hết rồi về. Rồi khoảng mấy giờ? Có khi mấy giờ có, 3 giờ có. 3 giờ sáng hả? Dữ vậy hả? Giờ hết tại vì rồi nữa, nó bán 3 giờ rồi, 2 giờ rồi. Cũng như là quán người ta bán hết rồi bà là cái khâu cuối cùng dạ. Đó bây giờ làm bắt đầu từ bây giờ tới tối á, thấy lộ của hành xong rồi á, muốn về thì trở vô rửa tô dọn bớt. Dạ. Rồi bắt đầu nếu mà thì đỡ luôn. Nay con học lớp mấy rồi con gái? Lớp 5. Lớp 5 rồi ha. Em đi học cũng mới về. Mới đây cũng mấy năm rồi ha. Lớp 6 lên mà nó lên tuốt ở trên trường ổn định lên. Trời, ai đưa con đi học? Con đi học bằng gì? Con biết chạy xe đạp không? Biết hả, mà không có xe đi hả? Hả? Mà biết chạy xe đạp đúng không? Nói lớn cho con nghe. Thì bây giờ Linh giao duyên ha. Rồi con xin được giao duyên ra, nếu mà nhận được tiếp thì con trở lại. Rồi bây giờ em cần chiếc xe đạp đúng không? Giờ con cần chiếc xe đạp rồi, anh cũng cần chiếc xe đạp nữa hả? Hay là hai anh em đi học chung? Cô nó có chiếc xe, bà Hai cho chiếc xe đạp điện mà không phải điện, nó đạp, mình đạp được. Dạ. Rồi mà là cũng học. Như thằng anh, sao không đi học chung với anh con? Thằng anh nó đi buổi sáng, con này đi buổi chiều. Vậy sao anh không đưa con đi học? Thì nó đi trước, tại vì cũng sợ nó đi chơi, chứ không nói giấu gì lên ha, sợ đi chơi lắm. Sợ đi chơi, đâu anh nhỏ, đặt, ê, lại đéo coi. Đó, nhỏ nó bị khám phòng luôn á. Thằng đó là ai? Anh của con này, còn thằng nhỏ nó mới rồi, nó đi rồi. Thằng này đâu phải? Thằng này có chút xíu mà nó đi chơi dữ lắm, nó rủ. Rồi thằng anh nhỏ này đâu rồi? Nhỏ này đi qua bên công viên rồi, nó đi mua đồ ăn rồi, mà nãy giờ chưa về. Anh cà phê muốn người ta mãi kìa. Ở đâu? Thầy dùng qua mấy giờ nay là. Hả? Trời đất ơi, đi mất tiêu. Nó đi làm cho người ta, anh không nói bà nội nghe hả? Nó đâu có giấu đâu có trò, nó đi. Bên cà phê ở đâu em, cửa nào? Ở ngoài dùng quá, chị Linh. Ừ. Mấy giờ nay là có thầy rồi.
Bưng vậy ngày đứng nhiêu? Anh nó đang ngồi quá kìa. Giờ nó đang. Sao nó không nói bà nghe hả? Nó không có nói gì đó, con đi mua gạo đi mất tiêu luôn. Tới giờ này. Hồi nãy giờ chưa giờ lớn, chúng em mới đây. Rồi thôi con về nha. Rồi, bye bye bà. Rồi, cảm ơn bé Na với cảm ơn em Tiên rất là em Tâm rất là nhiều. Rồi hai Linh bye bye.